Hello, chào mọi người. Cho những ai chưa có quen biết tôi thì tôi tên là Tước và năm nay tôi đã 70 tuổi rồi. Đúng rồi, mình không có níu kéo được thời gian phải không? Nhưng mà cái mục đích chính của cái video này đó là tôi muốn cho mọi người biết là bất cứ vào tuổi nào mình vẫn cứ phải luôn luôn phải quan tâm đến cái sức khỏe của mình, và không có tuổi nào mà không có làm được. Ăn giảm cân thoát béo thì tuổi nào ai cũng làm được hết. Đừng có nói là tôi bây giờ tôi già quá hay là tôi cái này khó khăn quá, chả có gì khó khăn hết. Quý vị thấy tôi làm được thì quý vị cũng sẽ làm được. Đơn giản là như vậy. Rồi, cách đây 16 tháng thì tôi nặng tới 101 kg. 101 kg mà tôi chỉ cao có một thước 64 thôi. Thành ra nó gọi là béo phì. Mà béo phì thì chắc chắn là không tốt rồi. Và cái video này tôi làm để chia sẻ với bất cứ những ai muốn giảm cân và thoát béo. Tôi sẽ nói những cái phương pháp tôi dùng để giảm cân. Thì tôi cũng sưu tầm nghiên cứu rất nhiều phương pháp khác nhau, và cuối cùng thì tôi cũng đưa ra cái nhận xét là chẳng có phương pháp nào hoàn toàn đúng và chẳng có phương pháp nào hoàn toàn sai. Thành thử chính tôi đây, tôi sử dụng cùng một lúc mấy biện pháp khác nhau, bốn biện pháp khác nhau gì. Đeo mắt kính vào coi cho nó đạo mạo. Rồi, thứ nhất là muốn giảm cân thoát béo thì quan trọng nhất, quan trọng hơn bất cứ phương pháp nào, thứ nhất là triệt để loại bỏ đường hóa học. Đường hóa học là gì? Đường hóa học là tất cả những cái gì chế biến bằng công nghệ. Trong một cái video sau, tôi sẽ đề cập tới những cái món ăn mà người ta gọi bằng, nó mang đến những cái calorie rỗng. Calorie rỗng là gì? Là nó mang tới calorie thật đó. Nhưng mà cái đó nó không có hàm chứa những chất dinh dưỡng như là vitamin hay là oligo element là gì, là những chất như là phe, là potassium, là magnesium, và những cái vitamin A, B, C, D, E, F gì đó. Đúng không? Thì đường, những cái món ăn công nghệ đó nó toàn là đường, nó mang tới một cái calorie, tức là một cái nguồn sinh lực rất là nhanh, tức là nó cho mình có sức mạnh, có đủ chất chất đường để hoạt động, nhưng mà sau đó, đằng sau đó nó không có một cái chất dinh dưỡng gì hết. Thì mình phải hiểu một chuyện là cơ thể của mình đó, nó cần đường, nó cần muối, nó cần
chất đường, chất đạm, chất mỡ cần hết, không có gì mà mình có thể nói là mình bỏ đi được ấy. Mình không có thể loại bỏ được. Thì cái chất đường mà mình không dùng qua những cái đường hóa học thì mình phải ăn thật nhiều trái cây, tại vì trong trái cây hàm chứa chất đường. Thì cái chất đường đó đó, thứ nhất đó, trái cây là nó có nhiều sớ. Mấy cái sớ đó nó sẽ giúp cho cái bộ tiêu hóa mình nó đẩy ra một lô những cái toxin mà cơ thể mình ăn vào trong qua thức ăn đó, thì sẽ có một lô toxin. Thì mấy cái sớ đó nó sẽ giúp bộ tiêu hóa mình đẩy những cái toxin ra. Và thứ nhì là nó mang tới những cái oligo element và những cái vitamin mà chỉ có ở trong những cái món ăn thiên nhiên thôi thì mới có được. Chứ đường hóa học, mấy cái món ăn hóa học thì không có. Đó, thì mình phải hiểu là cái não của mình chẳng hạn cần đường để hoạt động. Não mình mà không có đường chết. Thành ra mình không thể nào mình bảo thôi bây giờ tôi không có ăn một chút đường nào, không ăn trái cây, không gì hết. Tại vì đường nó sẽ đường thặng dư nó sẽ gây, nó sẽ tạo ra mỡ. Thì mà tôi thì tôi muốn tránh mỡ thì tôi không được. Phải có đường, phải có chất đường, phải có chất mỡ, phải có gì hết. Thì trong một cái video sau này, tiếp sau đấy, tôi sẽ làm một cái video nói rõ hơn về những món ăn, những cái chất đường, chất đạm, chất mỡ như thế nào. Tức là những kinh nghiệm của tôi nhé, tôi áp dụng như thế nào để giảm cân. Và thứ nhì nữa, mình phải hiểu là muối cũng vậy. Đừng có bao giờ nghĩ bỏ hẳn muối. Hiện tại đó, trong cái xã hội tân tiến này đó, những cái công nghệ, những cái hãng lớn về thực phẩm này kia đó, họ dùng, họ cho rất nhiều đường và muối vào trong những cái món ăn của họ. Họ chế biến món ăn, họ cho đường muối nhiều là tại sao? Là tại vì đường và muối sẽ giúp cho cái món ăn nó giữ lâu hơn, nó không có bị hư thối nhanh. Và thứ nhì nữa, họ lại chế ra, vì marketing mà, họ mới chế ra phong trào ăn những món ăn không có chất béo. Thì những cái món ăn không có chất béo là gì? Là họ bỏ chất béo đi thật đó, loại đi, họ sẽ không có để chất béo trong đó, nhưng mà họ sẽ để đường và muối. Mà mình phải hiểu đó, đường và muối hóa học đó, thì nó rẻ rẻ, nó rẻ hơn mỡ rất nhiều. Thì cái họ sẽ làm lời nhiều hơn, phải không? Thì cái đó mình phải tránh. Mình bất cứ những món gì, từ đồ ăn đóng hộp hay là dăm bông xúc xích gì đó, trong đó muối với đường một đống, phải không? Bây giờ mấy người uống một ly coca đó, nó là đường, nó là không biết bao nhiêu gram đường. Nó là ăn một cái bánh ngọt là đường không thôi, phải không? Đường và bột. Có một cái những cái món ăn mà bình thường thì ai cũng ăn rất nhiều, tại vì cái đó là nó rằn bụng mình. Đó là gì? Đó là tinh bột. Tinh bột là gì? Là cơm, là gạo, là mì Ý, mì đủ loại, mì tàu, mì Ý thì cũng làm từ tinh bột đấy hết, đúng không? Rồi có những cái củ quả đó, nó như là chẳng hạn như khoai tây,
khoai lang mình cũng vậy thôi, nhưng mà khoai tây thì nó nhiều hơn, nó chứa chất tinh bột rất là nhiều. Mà mấy cái đó là gì, tại sao mình ăn bột bằng mấy cái chất đó, là tại vì nó cho mình có chắc bụng mà. Nhưng những cái món ăn đó nó sẽ tạo ra mỡ rất nhiều, tại vì nó mình dùng quá nhiều. Tôi chẳng hạn như nếu trong một cái món ăn của tôi mà có cơm hay là ăn kèm theo khoai tây, thường thường là khoai tây luộc, tại vì khoai tây chiên thì nó còn có thêm mỡ nữa, thì tôi ăn một củ khoai tây luộc cùng với lại rau củ quả là thịt. Ăn cơm cũng vậy, tôi ăn nửa chén cơm, còn bao nhiêu là tôi ăn thức ăn, ăn vã, gọi là ăn vã nhưng mà mình kèm ít cơm thôi, tại vì không có cơm cũng không ngon, phải không? Ăn một món xào có nước sốt mà không có cơm thì nó hơi vô nghĩa, phải không, vô lý. Thì mình cũng có ăn, nhưng mà tôi thì ăn nửa chén cơm một bữa ăn của tôi đó. Còn bao nhiêu là rau củ quả và thịt, thả tôm cá để mang lại chất dinh dưỡng đó. Rồi bây giờ mình mới đi qua cái phần là 16-8. Khi mà tôi ăn 16-8 thì phải hiểu là theo tôi nha, tôi ăn bữa cơm tối lúc 8 giờ thì sau đó tôi sẽ không ăn gì nữa hết cho tới ngày hôm sau 12 giờ trưa. Cho tới ngày hôm sau 12 giờ trưa tôi ăn trở lại. Thì từ 8 giờ tối tới 12 giờ trưa là 16 tiếng rồi. Trong đó đã có 8 tiếng tôi ngủ rồi. Thành ra thật ra thì nó cũng không có gì là khó khăn lắm, đúng không? Còn có những người, nếu có những người mà quen ăn sáng thì tôi đề nghị họ 8 giờ họ ăn sáng, thì tức là cái ngày hôm trước đó, cái bữa cơm chót của họ là phải 4 giờ chiều. Khi họ ăn 4 giờ chiều đó, tới ngày hôm sau 8 giờ sáng thì là 16 tiếng rồi. Thì trong đó cũng có 8 tiếng mình nằm ngủ, đúng không? Thì cái đó là tùy theo người thích ăn sáng, người không thích ăn sáng, đó là tùy người. Thì đó là 16-8, phương pháp 16-8. Và tôi có nói là nếu quý vị thì cần giảm đi 6-7 ký thì không cần phải khó khăn đến như vậy, làm 14-10 được rồi. Tức là nếu mà ngày hôm trước 6 giờ chiều mình ăn thì sáng sau 8 giờ sáng mình ăn rồi. Đâu có khó khăn gì đâu, phải không? Đó quá dễ, phải không? Thì 14-10 cũng được rồi. Nhưng mà phải cùng cái đó nhớ phải ăn keto nhé. Ăn keto tức là giảm hết đường hóa học gì, ăn trái cây, ăn đạm tức là thịt, tôm, cá nhé. Ăn mỡ không sao hết. Tôi ăn mỡ thoải mái, tôi không thắc mắc, miễn là mình đừng có lố lăng, mình đừng có quá chớm, được không? Chứ còn trong một bữa ăn mà ăn cục mỡ heo đối với tôi không có quan trọng, không có đáng gì đáng sợ ấy. Tại vì mình còn hoạt động mà, trong ngày mình hoạt động mà, mình sẽ tiêu hóa cái phần nó đi. Nhưng mà mình phải có đủ sinh lực để mà mình hoạt động nhé. Thì keto là gì? Keto là một cái phản xạ của những cái người tiền sử thổ xưa đó, lúc mà họ còn ăn lông ở lỗ đó, thì đâu phải ngày nào họ cũng ăn ba bữa đâu,
thì có cái xã hội tân tiến này đó, nó mới có cho mình được, bảo đảm cho mình được một ngày ăn 3, 4, 5, 6 bữa ăn, lúc nào thì ăn, bao giờ cũng có đồ ăn, bao giờ cũng có đủ thức ăn. Nhưng mà thời xưa thì không. Mấy vị tưởng tượng, chẳng hạn như hồi xưa mà họ đi săn để sống, để có thịt mà ăn, đâu phải ngày nào họ cũng bắn được con nai, con hươu, con vượn hay bất cứ cái gì đâu. Có thể cả 2-3 tuần họ mới bắn được con, cả tháng họ mới bắn được con. Mà mấy người có biết không, thời đó đó, khi mà họ hạ được một con thú đó, con thú, con hươu, con nai gì đó, nó cũng phải 200-300 kg, thì họ về một người đã có thể ăn 5 kg thịt một lúc. Và cái cơ thể của họ đó sẽ biến cái đó thành chất mỡ. Chất mỡ trong người đó là để thù những cái ngày không có đồ ăn. Họ sẽ từ từ, cái cơ thể họ sẽ dùng những cái mỡ tàng trữ đó để nuôi sống cái cơ thể. Cái đó người ta gọi là cái phản xạ, phản ứng keto. Tiếng Pháp nó gọi là reflex cetogen. Khi mà mình giảm bớt ăn những cái chất đường thì mình sẽ gây nên một sự thiếu hụt về chất đường ở trong cơ thể mình. Thì nó sẽ lấy cái mỡ ở trong người mình để nó biến thành chất đường. Cái đó là cái phản xạ keto đó. Thì khi mà mình ăn keto thì mình sẽ làm cho cơ thể mình nó dùng cái phản xạ đó để nó nuôi dưỡng cơ thể mình, và cùng một lúc đó thì nó sẽ đốt hết cái mỡ ở trong người mình. Càng thiếu nó càng đốt. Và một phương pháp chót mà tôi dùng nữa, đó là chrononutrition. Chrononutrition là gì? Nó chrono là thời gian, và nutrition là cách ăn uống. Thì cái đó là cái phương pháp ăn uống theo thời gian nhất định. Thì trong cái phương pháp đó họ nói là gì? Những cái chất từ sữa bò, như là chẳng hạn phô mai. Phô mai thì nên ăn vào buổi sáng, hoặc là chẳng bữa ăn đầu tiên trong ngày. Như tôi thì ăn buổi trưa. Thì tôi sẽ ăn thịt. Thịt bò, thịt gà, thịt heo, vịt gì đó. Thịt, rau củ quả, trái cây và phô mai. Tại vì thịt và phô mai á, cơ thể mình nó cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn. Có thể tới khoảng 6 tiếng mới tiêu được những chất đó, tiêu hóa được những chất đó. Còn buổi tối thì người ta nói là ăn tôm và cá, rau củ quả đương nhiên rồi, trái cây là đương nhiên rồi. Nhưng mà tôm và cá đó, thì nó rất là dễ tiêu, thì 2-3 tiếng sau là xong rồi, tiêu hóa xong rồi. Thì khi mà quý vị ăn buổi tối á, bữa tối mà ăn tôm cá với rau cỏ củ trái cây này kia đó, thì 3 tiếng sau mới quý vị đi ngủ, thì người cái bộ tiêu hóa của quý vị nó không phải làm việc nữa. Lúc đó quý vị sẽ ngủ một cách tốt lành hơn. Quý vị buổi tối quý vị ăn một cục thịt miếng tết với lại miếng phô mai hay gì đó, thì khi quý vị đi ngủ, cơ thể của quý vị, bộ tiêu hóa còn đang làm việc mà, nó chưa xong cái công việc của nó có cái bổn phận là tiêu hóa, thì
quý vị giấc ngủ sẽ không ngon giấc được, không thể nào ngon giấc được. Tại vì mấy cụ mình nói là nằm ngủ mà cái bụng nó đầy là vậy. Đầy là tại vì bộ tiêu hóa chưa xong làm việc mà, đúng không? Đó, thành ra ăn theo phương pháp chrono nutrition. Đó là những phương pháp mà tôi áp dụng cho tôi, mà nó đã giúp tôi giảm được 25kg trong một năm trời. Rồi, còn chất mỡ và chất đạm thì mình phải ăn đủ chất mỡ và chất đạm để cơ thể mình nó mới dùng cái đó để mang sức lại cho mình, để mình còn hoạt động, mình còn sống chứ đâu có thể là mình thành ông đạo dừa, mình ngồi mình tu ngày này qua ngày khác, mình không có hoạt động, mình không có chạy tới chạy lui, mình không có lo lắng, mình không có suy nghĩ đâu có được, phải không? Thành ra mình phải ăn, nhưng mình phải hiểu là mình bớt chất đường hóa học, những cái gọi bằng calorie rỗng, mình bớt thật nhiều tinh bột, nhưng mình ăn thật nhiều rau quả trái cây, phải không? Và thịt, tại vì thịt chất đạm là nó giúp mình tăng trưởng, nuôi dưỡng những cơ bắp của mình. Không có chất đạm cơ bắp nó teo lại nó chết, đó thì mình phải ăn. Đó, cái vấn đề là làm sao mình phải tìm được cái sự cân bằng, làm sao mình ăn đủ chứ đừng có ăn dư. Ăn dư nó sẽ biến ra mỡ và mình sẽ từ từ mình sẽ béo phì ra. Đó là cái mà tôi đã làm, cái lỗi của tôi là những cái sau năm sau sắp sửa về hưu, và khi tôi đã về hưu rồi đó thì mình cứ xuề xòa, mình đi với bạn bè rồi thì họ ăn thì mình cũng ăn, họ uống thì mình cũng uống. Rồi tôi về Việt Nam thì có cái nó gọi bằng cái văn hóa 1-2-3 dô văn hóa 1-2-3 dô nó rất là nguy hiểm, là tại vì người này lôi kéo người kia vào nhậu, từ bia cho tới rượu mạnh, rượu vang rượu mạnh gì toàn là đường không. Mà cái đó thường thường mấy ông nhậu xong xỉn rồi không cần ăn, mà tại sao họ không ăn, họ uống nhiều, họ không ít ăn, là tại vì trong cái nước uống đó là đã đường không rồi, là calorie rất nhiều, họ không cần phải ăn, họ không có cảm tưởng họ cần phải ăn, nhưng mà họ thiếu đầy đủ dinh dưỡng, thành ra những người đó sanh hết bệnh này tới bệnh kia. Còn người nào mà vừa ăn vừa uống thì như tôi nó sẽ béo phì ra, phải không? Thì cũng sẽ đưa tới những bệnh tim mạch, bệnh đái đường, tiểu đường gì đó, là nó tùm lum tà la hết. Thành ra nếu mà quý vị muốn có một sức khỏe tốt, để có một cái cuộc sống có giá trị, mình có thời giờ mình làm cái chuyện này chuyện kia, thì bớt cái chuyện mà ăn uống bừa bãi đi nhé. Cái đó thì mỗi người một cái ý, phải không? Mấy người nói tôi, thú của tôi là nhậu sứa với bạn bè, sứa túy lúy với bạn bè, thì cái đó là chuyện của mấy người. Còn cái video này là tôi dành cho những người nào giống tôi, muốn kiếm một cái sức khỏe tốt để có một cuộc sống tốt, thế thôi nhé. Ai cũng có lý hết. Và một phần tối quan trọng nữa, một phần rất là quan trọng trong việc ăn giảm cân để thoát béo là tập thể dục. Khi mà mình nói về tập thể dục đó thì quý vị phải hiểu là đây không phải
là mình tự nhiên có cái ý định muốn trở thành lực sĩ thể hình để đi dự thi quốc tế xem ai có cái thân hình đẹp nhất, đúng không? Hay là muốn trở thành một lực sĩ, một võ sư, hay là một thầy dạy yoga cao thâm, cái đó thì không phải vậy. Ở đây tập thể dục là nó vì nhu cầu. Mình ăn giảm cân thoát béo đó thì mình cần, bắt buộc phải tập thể dục. Tại sao mình lại phải bị bắt buộc tập thể dục khi mình ăn giảm cân? Những người mà chỉ cần giảm đi 5-6 kg hoặc 6-7 kg thì đối với họ nó cũng không có phải là một chuyện bắt buộc. Chỉ có những người béo phì mà giảm cân thì cái chuyện tập thể dục nó là phải bị bắt buộc. Tại sao bị bắt buộc? Là tại vì khi mà bạn mất giảm được 10 kg, 15, 20 kg gì đó, bây giờ giảm được 10 kg thì bạn phải biết là trong 10 kg đó có 5 kg mỡ và 5 kg cơ bắp. Nếu như tôi giảm 20-25 kg, 20 kg là giảm hết 10 kg mỡ và 10 kg cơ bắp, chứ không phải là chỉ có 20 kg mỡ thôi. Cái việc tập thể dục là một điều bắt buộc để lấy lại cơ bắp, không thôi người mình nó sẽ chảy xệ ra và mình sẽ không còn chút sức lực gì nữa. Bây giờ cái vấn đề là mình tập thể dục theo cách nào thì cái đó tùy từng người, tùy cái sở thích của từng người. Có người đi bộ, có người chạy bộ, có người đi bơi, có người đạp xe đạp, có người đi vào phòng tập thể hình để tập tạ, có người đi học võ. Thì tất cả những cái đó đều tốt hết. Không có, tôi không có đặc biệt là nói là phải đi vào trong một cái phòng tập rồi tập tạ nhiều. Cái này không có phải là cái mục đích. Mục đích là để lấy lại cơ bắp. Khi mà mình ăn keto, mình muốn giảm cân khá nhiều thì bắt buộc phải có chuyện tập thể dục. Keto mà không tập thể dục đó thì cũng ít ảnh hưởng tốt lắm. Và tại vì khi mà mình ăn keto mà mình còn tập thể dục nữa đó, thì mình sẽ thúc đẩy cho cái cơ thể của mình nó đốt cái mỡ trong người mình mạnh hơn nữa. Tại vì thiếu chất đường mà còn phải hoạt động, phải nuôi cơ bắp này kia thì phải tập thể dục thế thôi. Nhé. Quý vị đã xem cái video này thì nhớ đăng ký vào cái kênh YouTube này. Tại vì quý vị cũng thừa hiểu là để làm một cái video như vậy đó, nó mất nhiều thời gian, nhiều công sức lắm. Và tôi sẽ coi theo cái số người đăng ký. Nếu tôi thấy cái số người đó nó đáng để mà tôi bỏ thêm công sức để làm những cái video sau, tiếp sau này á, thì dám đăng ký nhé. Đăng ký cho tôi. Này cũng không tốn gì cho quý vị hết, nó chỉ là một cái click thôi. Nhưng mà đối với tôi nó quan trọng, rất quan trọng là tôi thấy cái việc làm của tôi nó bỏ. Tôi bỏ công sức ra cho nó bỏ. Nhá. Thôi, vậy thì chào mọi người nhá.
hẹn 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 cái video sau nhé. Bye bye.